đã xác nhận thông tin đề nghị xử lý hai tài khoản mạng xã hội tung tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Sau khi công bố sắp cưới, Miu liên tục dính vào những thị phi không đáng có. Không chỉ tụt lượt người theo dõi nhanh chóng mặt, Miu còn bị một tài khoản mạng xã hội có hơn 880.000 người theo dõi tung nhiều thông tin gây sốc liên quan đến chuyện đời tư. Bài đăng có thông tin và hình ảnh của Miu trên trang này hiện có hơn 3,5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận mỉa mai, bàn tán tiêu cực. Những ngày qua, các diễn đàn showbiz rầm rộ nghi vấn Miu nộp đơn khiếu nại chủ tài khoản kênh này đến cơ quan chức năng. Vào chiều 20 tháng 5, đại diện của Miu xác nhận với chúng tôi rằng nữ diễn viên đã gửi đơn đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý việc đưa thông tin sai sự thật trên fanpage Facebook Dis in mặt nạ và kênh TikTok chưa biết 01. Phía Miu chia sẻ thêm, hiện tại chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng và chưa thể chia sẻ thêm thông tin đến cơ quan báo chí, truyền thông. Ngày 17 tháng 5, trên kênh Chưa Biết 01 cũng đăng tải thư từ Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc, cung cấp các video liên quan đến vụ bà Đặng Thị Mi Dung, tên thật của Mi Du khiếu nại. Theo sự kiện, buổi làm việc giữa các bên sẽ diễn ra vào chiều 24 tháng 5 tới. Chưa biết là kênh TikTok có hơn 880.000 người theo dõi, chuyên đăng tải những clip đưa tin về đời tư của nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo hướng tiêu cực, thời gian qua, kênh TikTok này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dùng mạng bởi những thông tin giật gân, sốc nhưng không có bằng chứng xác thực. Cùng cơn của việc Miu thuộc lượng follow là do sau khi cô xác nhận lên xe hoa, Thánh Sò phát hiện nữ diễn viên đã chụp ảnh và mai váy cưới tại Pháp từ tháng 1 2024. Miu và Minh Đạt từng xuất hiện công khai trong một sự kiện giải trí vào tháng 3 2023. Từ những cột mốc này, có thể chứng minh mối quan hệ Miu và thiếu gia tập đoàn Nhựa có thể đã diễn ra hơn một năm, cả hai đã có nửa năm để chuẩn bị cho hôn lễ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 2024, Miu đã tạo một nhóm trò chuyện trên trang cá nhân và liên tục tung khoảnh khắc tình tứ hẹn hò thân mật cùng Harilu. Miu và Harilu còn có những buổi đánh lẻ ăn kem, quay clip đu trend vô cùng thân thiết. Nữ diễn viên nhiều lần úp mở chuyện sắp lấy chồng, song song với Thả Thính, tung hin cùng Harilu. Thậm chí khi được netizen gọi là vợ Harilu, Miu cũng hài hước đáp, sao đồn tôi từ người yêu lên vợ rồi, chứ không phản bác. Khi Miu công bố chồng sắp cưới không phải là Harilu, thì một bộ phận cư dân mạng cho rằng họ nhận một cú lừa. Nhiều người tuyên bố từ fan quay xe thành anti-fan vì Miu không có thái độ rõ ràng lợi dụng Harilu để gây chú ý. Sau sự việc này, nữ diễn viên bị mất gần 15.000 lượt theo dõi trên Instagram, hơn 10.000 người rời khỏi nhóm chat từng được cô lập ra để trò chuyện, tương tác với người hâm mộ. Trước đó khi được hỏi về việc nghệ sĩ bị lập nhóm anti-fan tấn công, Miu chia sẻ, tôi không quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác nên cũng không biết chia sẻ vấn đề này như thế nào. Trên đời này không ai hoàn hảo, nghệ sĩ không có quyền bắt buộc người khác phải yêu mến mình 100% được. Làm trong showbiz là phải chấp nhận đối mặt với thị phi, có thị phi từ trên trời rơi xuống nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.